cả thiên hạ. Có thể tưởng tượng được phong thái năm xưa của thánh thể hoang cổ khi sử dụng hai loại vũ khí này oai hùng đến mức nào. Ngay cả vũ khí cũng bị phá hủy, nhưng thân thể lại không tổn hao gì. Thân thể thánh thể quả nhiên cường đại. Diệp Phàm hơi giật mình, hiển nhiên chiến thương và thần chuông này không thể nào là vũ khí cực đạo, nếu không chúng đã có thể trường tồn với thế gian. Mày không nào hắn nhỉ? Cẩn thận tìm tòi, hy vọng có thể Phàm mở miệng hỏi Nhan Như Ngọc. Thánh hiền thật sự tọa hóa ở nơi nào? Chắc chắn ở nơi đó còn đồ do hắn ta lưu lại, mà Diệp Phàm lại là người cùng thể chất với hắn ta, rất có thể sẽ phát hiện được điều gì đó. Cái này thì không được, phải đợi thêm 10 tháng nữa. Nhan Như Ngọc liền chuyển hướng đi. Ngươi làm cho Di Hải kia sống lại, rốt cuộc có thu hoạch gì? Tần Giao hỏi. Nhan Như Ngọc, Đồ Phi cũng nhìn lại, bọn họ đang muốn hỏi vấn đề này.